ផលិតករកូនខ្មែរលោកហុយយ៉ាលេងបង្ហាញការឈឺចាប់និងស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងបុកវេសនីវាមើលហើយពិចារណាឲ្យដឹងថាមួយណាជារបស់យើងមួយណាជារបស់គេព្រោះរឿងនេះខ្មែរយើងផលិតតាំងពីឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ1995គេនៅចាំបានថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផលិតករភាពយន្តល្បីឈ្មោះលោកហុយយ៉ាលេងបានសម្រេចប្រកាសដាក់លក់ផ្ទះនិងឡានជាបន្ទាន់ក្នុងតម្លៃលៃលង់ដើម្បីយកលុយទៅដោះបំណុលគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារ បន្ទាប់ពីខាតបង់ក្នុងការផលិតរឿងអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដរយៈពេលពីឆ្នាំនោះក្រោយពេលប្រកាសលក់អត់ទ្រាំមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលនេះលោកបានបង្ហាញការឈឺចាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះតែយុវជនខ្មែរមួយចំនួនមិនសូវតល់តម្លៃចំពោះភាពយន្តជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងផលិតករលោកហុយយ៉ាលេងបានបង្ហោះសារទម្លាយអារម្មណ៍ពិតដែលអាចអន់ស្រពន់ចិត្ត រៀបរាប់យ៉ាងចាប់ដល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនយ៉ាងវែងអនឡាញដើម្បីទទួលស្នើដល់កូនខ្មែរដែលគាំទ្រវិស័យកុនទាំងឡាយងាកក្រឡេកមកមើលវប្បធម៌ដ៏ចំណានរបស់ដូនតាខ្មែរដែលបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយខណៈដែលខ្សែភាពយន្តថៃដូចជារឿងបុកពេសនីវាវគ្គពីចាប់តាំងបង្ហាញប្រាប់ទស្សនិកជនតាមរយៈការសម្ដែងថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សម្លៀកបំពាក់ម៉ូដសក់ម្ហូបអាហារជារបស់គេក្នុងនោះផងដែរផ
đại quan trọng phía dân nên cả ra kết thông thang, đồn ta dân mình bảo vọt đo dù lông nà mộc hơi tiên bạp thò à đầy thò bảo bày ngấy tùm niên tùm lọc xong liệu bằng bè. Một sọc mô bà hà nâng phía xa, đối ni mơ hơi xong bị trả ná ở nâng thà, mỗi ná chìa rộ bọ dân, mỗi ná chìa rộ bọ kê, nở lý riêng tỷ đọc rương niên cả ra kết thờ lật chân nằm mỗi bọn rằm bốn rồi học sạc rằm chùm nón nụ phía dân dân khăn, nẹ chất khăn mơ tại phía dân dân. Tại đời xa sầm kriếm, dân chọc xoay, dân tự ngư tên trở đạp rõ đuột, hai nét chất khang kê đa lươn kê chân này phở lật rương chỉ tràn bóng hai bị phục lúc nơi qua bà thoa sở điên dân, dọc một chắc sọc dân, vân chô sầm lên chi phía xa dân. Vơ ao dân lông lụa à rong con trô rõ bỏ kê đòi mình lăng khuôn, rõ hô phiếp dân khá nhông bì rương cư rương khá đam chê chmi nâng rương thông bóng bóng tha lò mơ rút thuốc đục rõ tê chất khang tờ bình. Phật lật tật có khmai khom bảo dốt nâng phim dôn bò rực tế rọt rồi lương, lái hô chô lại đồng lái phật lật khó khăn nhé chung ngay, lương ni kê phật lật ở phi liên đô la Amerik, lương khnông rằm bờ mơn đô la mình xma kê hô bài mùi thay phong bảo chế chôn sai thả, lương dương on mình xma kê. Khnông nơ bị sai ni mpay bì chân nam hai khnông hiên nì dì. Ba miên nẹ chui bằng can thay phật lật chung phật lật tật có khmai phật lật chắp bị đọc rằm mơn đô la tơ sàm sập mơn đô la nâng chú tơ hà sập mơn đô la. Phiếp dân khám ai nâng xa mạng mục xa mạng mọt chì mùi bà tê chất khang nở bây chân nắm khang mục tài bê ni kron tài chì kđây sở mai tế kron tài khnhông bà kà lụt tè dô lôi thọt con khám yên nẹ mơ khơn phóng khnhông chư chạp nạ. Xôn văn chép rạp ông bà ôn thà. Phở lật tà có con khám ai mùi rụt cư lục hồi lĩnh, đại chì nẹ phở lật rương con khám ai chì tràn. Hai mông bê cắt cô vịt lục tập tùa bán bà chì bà yạc phiếp chì khlang đại trơ bán mùa hai chung khmai con trô xà đáy rồi bó lúc nâng sở xa bì phiếp bần bà sọc rồi bó lúc nông ca tạp tay nịp bồn phần lật lương chùm bùa lương con đáy kê sko bì xà đáy lúc nô miên lô chìa. Lương bù đinh, sọt, lương bì con chả đất, lương thông chìa đàm, lương khmai chôn, lương tiêu rồi nạc cám khmai nâng lương chìa tràn tiệt lại ca nục tục ca chấp ả rõm nâng con trô bì sai phiếp dôn khmai chìa khlang.